Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quỳnh Tài, tin tức ngày 23 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Chi vết ca nghi mắc Covid-19 tại Bà Rịa Vũng Tàu và theo thông tin từ báo Người Lao Động, kết quả xét nghiệm nhanh hai lần tại Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy người đàn ông 83 tuổi dương tính với sars cov 2 tuy nhiên khi làm xét nghiệm RT-PCR thì cho kết quả âm tính. Ngày 21 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có báo cáo công tác truy vết liên quan trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bà Rịa. Và theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 5, phòng cấp cứu bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận bệnh nhân là ông Nào Quy, sinh năm 1938, ngụ xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. Trụng đoán si tim cấp, si gan cấp, tổn thương thận cấp, nhiễm trùng đường, tiểu, Tiêu đường tăng huyết áp Ngày 21 tháng 5, bệnh nhân xin được chuyển lên bệnh viện chờ rẫy và phải xét nghiệm Covid-19 trước khi chuyển viện. Tuy nhiên, kết quả tách nhanh hai lần cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân bà Rịa đã chuyển mẫu sang trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tiếp tục làm xét nghiệm RT-PCR để khẳng định, đồng thời tạm phong tỏa tầng 14 bệnh viện bà Rịa. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo bệnh viện Bà Rịa chuyển người bệnh này xuống trung tâm y tế huyện Long Điền đi kèm bác sĩ điều dưỡng cùng trang thiết bị. Đến chiều ngày 21 tháng 5, kết quả xét nghiệm RT-PCR bệnh nhân này cho thấy âm tính với virus SARS-CoV-2. Điều tra dịch tễ cho thấy có 25 người F1 gồm bác sĩ. Điều dưỡng và bệnh nhân cùng phòng, những người này test nhanh đều có kết quả âm tính, ngoài ra có 218 trường hợp là F2. Hiện các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra chi vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm này. Các trường hợp F1 thực hiện cách ly tại bệnh viện Baria đã lấy mẫu xét nghiệm, RT-PCR lần 1 tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm thêm hai lần cách nhau mỗi lần là 24 giờ các trường hợp F2 tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú và đó là thông tin ngày 23 tháng 5 năm 2021 và nếu anh em thấy thông tin này bổ thì hãy đừng quên cho tôi một like một chia sẻ một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chung nhé tạm biệt anh em